Các bạn thân mến, Đoàn Thanh Tùng hay còn được gọi là Tùng Min, sinh năm 1986, vừa có màn cầu hôn đậm chất hip hop dành cho cô bạn gái xinh đẹp Nguyễn Hồng Nhung. Màn cầu hôn này đã gây sự chú ý của cộng đồng mạng ngay sau đó. Tùng Min là người từng đảm nhận vai Dương trong bộ phim dành cho giới trẻ Bước Nhảy Xì Tin. Màn cầu hôn này diễn ra trong một quán bar và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của nhiều bạn bè. Trong không khí sôi động của âm nhạc, lãng mạn với bóng bay nhẫn cưới và những nụ hôn ngọt ngào cặp đôi dành cho nhau đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên nền nhạc Happy của Pharrell Williams, cô bạn gái trẻ xinh đẹp có nickname Bé Bi đã bước ra sân khấu song ca với bạn trai của mình. Hiện nay, clip cầu hôn của Tùng Min đã được cộng đồng mạng chia sẻ nhanh chóng và nhận rất nhiều comment. Màn cầu hôn đậm phong cách, được đấy, quá lãng mạn, chúc hai em hạnh phúc, chúc mừng đôi bạn trẻ.